Chúng mừng kính chào toàn thể tất cả các bác đến với kênh âm thanh của Hùng. Và tiếp tục video thì bên em lại lên cho tất cả các bác một con đổi Mỹ nữa, đó là con đổi Jupiter MBA 400, một con đổi xịn sò với cái phân khúc giá nó cũng cực kỳ là tốt cho tất cả các bác. Và con này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 9 triệu đồng bao ship toàn quốc, và cũng như tặng kèm cho tất cả các bác là một bộ dây ba lắc. Đấy. Và hình thức con này thì còn cực kỳ là đẹp và khá là mới nha các bác nhé. Đấy, đây là hình thức phía bên ngoài, còn phía bên trong này các bác. Đấy, dây bể thì còn mới tinh. Đấy, tụ là nó sở hữu là 2468 tụ và 24 sò. Ôi xin lỗi tất cả các bác. Là 12 sò Toshiba lớn và 12 sò Toshiba nhỏ nha. Sò lớn thì nó sẽ gồm 6 con xanh và 6 con đen. Đấy, sò Toshiba xanh đen nha các bác. Sở hữu tân phô nồi của hãng JBL và cũng như là mặt cờ lách B. Hàng thì bên em bao xin nghiêm bán cho tất cả bác về cái nội thất bên trong, cũng chưa đụng chạm một bất cứ một thứ gì nha bác nhé. Đấy, sạch đẹp như thế này nha bác. Giá có 9 triệu đồng, giá bên em là bao cước tận nhà cho tất cả bác nên là giá cực kỳ là tốt rồi. Đấy, các bác chơi con này thì rất ok. Các bác về đánh một đôi full 40 hoặc là 30, hai đôi 20 con bác. Đó. Con này thì có công suất là 400W trên mỗi kênh nha bác nhá. 400W trên mỗi kênh. Đủ đánh một đôi full 40 cho tất cả bác luôn. Rồi giờ thì em ghép nó vào đôi lo FV full bass 30 một chép từ 19 con bác. Và bây giờ thì em gửi cho tất cả bác đến là cái chất âm của cái con JBL MBA 400 này. Quá là phê luôn bác, về những dòng đánh cắp của Mỹ thì nó rất là chất lượng luôn. Đó. Vâng, và giá thành thì bên em cũng đã thông báo cho các bác rồi. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên tấm biển. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau.